sao rồi? Có một cái gì đó đến gần mình. Đi hết đi rồi. Ê, ê, kìa. Ê. Từ từ nghe. Cái gì đâu? Tao thấy như trong đây có cái gì nè. Có cái gì là cái gì? Ê. 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 Dạ. Cái gì là gì? Ở đâu? Trước mặt có thấy cái gì? Ê, nó chạy rồi. Cái gì ấy? Hello, chào nha. Chào nhà đã quay lại kênh YouTube của Sơn Mau Vlog cả nhà. Con chào cả nhà. Chào cả nhà quay. Cái này giống đi chợ quá. Chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì hôm nay con với Tú trở lại cái ngôi mộ không phải ngôi mộ là gì? Cái khu của Bí Đỏ. Nhưng cái, mà cả nhà cái khu Bạch Đằng à. Cả nhà thì cái ở nơi đây cả nhà thì thật sự mà nói á là con không biết ở đâu mà hồ quý tụ về dữ ở lần trước quá trời vậy không nổi nó ba quỷ đỏ và một con quỷ trắng. Nhưng mà vấn đề gì nè, mình làm sao á mà khắc chế được con cái con quỷ sừng dê á thì hôm trước nó là gọi là tuy là nó là không mạnh nhưng mà nó che mắt, nó che mắt được mà bây giờ bắt được nó bây giờ cũng chưa chắc đã bắt được, tại vì một khi mình bắt được cái ba con kia nó lại cúng. Bởi chỉ nói là chỉ khi nào mà bắt được cả bốn hoặc là từ hai con lên nó mới sợ mình. Chứ mà một thì bắt vô rồi giờ những con kia nó làm thì con Tú thì dường như là cái khả năng mình chống cự là nó khó quá, quá mạnh. Con Tú chỉ mong rằng là mình không có mong là có nhiều cô bác nói tại sao không tiêu diệt nó đi, mà nói về cái chuyện tiêu diệt, cái chuyện nó mình nghĩ thì cái gì cũng vậy, mình sống mà cũng có sự nhân đạo nhỉ. Với lại nói chung thì người sống thôi chứ không phải là nó riêng hùng ma long linh quỷ dữ không, mà thậm chí con người chúng ta thì ai cũng có một cái thời gian gì đó nó lầm đường lỡ bước cũng như là làm cái chuyện sai trái ha. Nhưng mà là chúng ta phải làm như thế nào đó khuyên họ để họ có thể quay đầu lại và chúng ta có một cái phương tiện cũng như là một cái cơ hội gì đó để giúp đỡ cho họ. Chứ bây giờ mà họ đã đi vào con đường, họ đi vào con đường tà đạo hoặc đường sai trái đi mà bây giờ chúng ta không khuyên hay hoặc là chúng ta không bằng một cách nào đó để cho họ hiểu mà chúng ta cứ dùng những pháp mạnh để chúng ta ép buộc, thì nói chung đó thì khi bị ép buộc thì họ phải chống cự, một khi chống cự đó là không có để mà giao tiếp được nữa đâu. Mà để ý cả nhà, khi mà bây giờ chúng ta ép buộc họ, mình làm giữ với họ đi, họ đồng ý đó. Nhưng thật chất khi mà bằng mặt không bằng lòng đó, đúng rồi mọi việc nó cũng qua đi. Nói chung là khi mình vắng mặt cái đó thì họ cũng vẫn y lại vậy thôi. Đó. Mà mệt khi mình đảo lợi họ làm dữ hơn nữa. Đúng rồi. Chứ họ không phải là thấy mình kìm hãm được họ lúc cái thời bấy giờ đi, khi mà mình bỏ đi họ mình cứ nghĩ là họ kiểu như quay đầu là chắc lại lần sau mình trở lại là họ sẽ giúp được. Đó. Nhưng mà thật sự khi mình trở lại là họ không có phải vậy nữa đâu. Thậm chí họ có thể làm dữ hơn và thậm chí có nhiều quỷ khác xuất hiện nữa. Giống như là họ kêu ghéo hoặc thế nào, hoặc là bằng cách nào đó mà họ tụ lại đó. Giống như cái nhà xem ở tập trước đó. Bốn con. Thì bốn con thật sự là khi mà hai con cháu đối mặt thì thôi nó ùa thì ghê chật, quá ùa không mà thôi. Cả nhà thấy hình như nó giống như nó hiện có xác thịt luôn chứ không phải là thường nữa, nó thành tinh hay sao không? Cái cả nhà thấy là nghĩa là khi mà họ xuất hiện ra họ là quỷ đỏ nhưng mà họ giống như lúc nó mờ lúc nó hiện rõ. Và họ không để ý nghe, cái lúc mà họ đến gần mình là rất là rõ đó, lúc đến gần mình rất là rõ, nhưng mà có lúc thì họ kế bên mình cũng biết. Giống như cái lúc mà tụi ông ngoài vậy nè, mà nhớ ba cái bóng không? Thì ngồi đó nhưng mà phía sau lưng á có nghĩa là hai mình không thấy ngồi có cái cảm giác cả nhà, cảm giác dường như là có ai bên cạnh, có luồng gió lạnh lạnh, mình cảm giác được, mình biết được là hình như có cái gì đó gần mình. Tại vì tụi con đi làm về tâm linh vậy, tụi con đã cái trực giác của con nó lên rất là cao. Nếu mà người thường á thì sẽ không nhận được, không nhận biết được. Nhưng tụi con này thì có cái điều gì đó là cảm giác được cái những thứ đó nó, tại mình chạm giá chạm quá nhiều.
mình cảm giác được họ. Nhưng mà thật chất mà nói, nó hay chỗ là che mắt mình không thôi mình thấy. Tại nếu mà mình thấy được thì rất là hay. Mà khi tôi về tôi xem lại là hầu như là hai lần. Một con trắng và một con đỏ. Một con đỏ là nó ngồi đối sát bên tôi luôn. Xuất hiện nó lắng ra nó nghe vậy nè. Ừ, nó ngồi kế bên nó không tại nghe. Nhưng mà lúc đó mình nhìn giống như là nhìn giống như không thấy bình thường, không có gì vật thể gì hết. Thì mình nhìn giống như hai mình, chỉ nhìn qua là không có gì hết. Nhưng mà sau đó mà con quỷ áo trắng xuất hiện, nó ngồi giữa hai mình. Nhưng mà quỷ áo trắng là thấy không? Nó lại có cái cảm giác nó mạnh hơn con quỷ kia. Nó vừa lạnh mà vừa có cái mùi hôi thối. Bắt đầu nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Mình cảm giác là ở vòng đó giống gì đó. Tuy nó không trực tiếp làm những điều gì nhiều, nhưng mà cảm giác như nó rất là mạnh. Nhưng mà ở đây khi mà nó xuất hiện ở cạnh mình, chắc có lẽ là nó muốn ngồi nó nghe kế hoạch của mình. Đúng rồi. Đưa hai cậu cháu đi sợ rồi đó, là cả nhà. Rồi đi sai ra đó. Hai cậu cháu sợ rồi là đi lúc trời thiên đằng kêu. Là cứ mong rằng là mình đi xa như vậy để cho mà bởi nó quỷ ma đi đâu di chuyển đâu mà đi theo cũng chẳng. Đôi khi nó ngồi kéo mình chưa hay nữa. Đó, bây giờ chỉ có như vậy nè. Mong á, giống như mình làm cái gì đó, một cái lá bùa để chặn nó lại thì qua mai thôi. Chứ mà lúc mà thấy cả nhà ngồi nó lắng nghe một cách chăm chú nghe. Lắng nghe nó kêu tai nghe mà không biết hình, không biết nó có thấy mình không, mình không biết à. Nó thấy mình nó lại gần nó ngồi. Ngồi nó nghe vậy nè cả nhà. Lúc đó nó ngồi thấy mình nó lại nó nghe chứ. Mà tôi nghĩ á, lúc đó là con quỷ sừng dài ở gần của đó đó. Là nó làm che mắt mình đó. Cho con quỷ này vô để mà lắng nghe coi mình làm những cái gì. Đó. Nhưng mà khi mà hầu như hình như có quen nghe không kỹ vậy sao. Quỷ áo đỏ nó chắc nó vô nó ngồi kế bên luôn. Làm như quỷ áo đỏ, quỷ áo sừng nó ngồi kế bên, ngồi kế bên đây nè. Mà làm như nó nghe không rõ, sao nó quỷ áo trắng nó ngồi kế bên nghe. Rõ không, nhưng mà vấn đề ở đây nghĩa là con quỷ áo trắng nó xuất hiện sau lưng mình, nó muốn làm điều gì đó. Nhưng mà chưa kịp là mình đã phát hiện. Nó sợ giống như đó là nó muốn, nhiều khi nó muốn đi, nó hấp thụ cái linh lực của mình, cái cơ thể mình. Nó hấp thụ cái dương khí. Dương khí đó, thì nó tỏ cái dương khí đó, nó muốn ngồi gần mình hấp thụ dương khí mình. Mà nó hấp thụ dương khí mình càng nhiều, thì mình sẽ yếu dần và nó càng mạnh lên. Bởi vậy mà trong cái đó tới 4 vong linh, không phải ít. Nó không phải vong linh nữa đâu. Là quỷ. Thành quỷ, thành tinh này. Mà cái vong quỷ có sừng này thì mặt mày nó thì mình thật sự mình giống cảm nhận giống như một con vật. Chứ không phải là hình hài giữa, nó ngửa người giữa vật hay sao. Còn những con quỷ kia thì hình mặt cái người là người, nhưng mà lại có sừng. Thì nhưng mà có cái vong sắn là mình không thấy mặt mày thôi. Mà do hai quỷ nó giống nhau ấy. Ừ, hai quỷ. Một là đó, theo con nghĩ một là anh em sinh đôi. Hai là cha con. Không, ba là... theo tôi nghĩ chắc có lẽ nhiều quỷ thì nhiều quỷ, nhưng mà đôi khi nó có một phương pháp tu luyện gì đó hơi giống nhau. Yeah, cùng một ngã. Ừ, nên nó ngã về hướng đó thì nói chung cũng tự với nhau. Thì như... tại vì sao? Con quỷ mà che mắt mình á, tại lúc mà tôi quay trên kia là tôi bắt nó rồi. Cũng thấy được cũng nó y gan vậy luôn, mặt mày y gan vậy luôn, cũng mặc đồ đỏ vậy, nhưng mà là cái cách cư xử của nó là không giống vậy, nó khác đi, nhưng mà hình hài thì vẫn y như vậy. Hôm bữa đó tôi gặp tôi giật mình, ủa con này bị bắt rồi mà ta, mà sao xuất hiện đây, mà cái con lúc mà tôi bắt con kia thì nó đâu có cái thực mà cháy mắt, mà con này đã có, mà cũng mặt mày giống nhau, đó, bởi vậy. Nhiều lúc mà quỷ dữ mà xuất hiện chỗ này chỗ kia, mà khi mà mình đến mình giúp họ mà giống nhau thì cô chú anh chị họ tại sao, ủa trong này thì giống trong kia nơi kia, thì thật sự mình cũng không biết sao trả lời. Tại mình đến thì nói chung nơi nào có vong thì mình giúp thôi, mà giờ giống nhau thì không biết sao trả lời. Tại đó. Ngã quỷ như quỷ ma đói đó là giống nhau chân giống hệt à, thì bụng trình tình cổ một xíu tay chân ngoằn ngoèo dài thì giống nhau hết. Nói chung là quan trọng là do cái nghiệp báo của họ, họ ngã về đâu hoặc là tu luyện về thầy, giống như mỗi người vị thầy thì tu bùa gì thì xài giống nhau thôi, kích thích như nhau. Giống như ông này ông tu như bùa như thiên linh cái thì bắt buộc phải lấy đầu. Nói chung là mấy cái điều thì đó, nó giống như lỗ ban thì cũng phải vẽ bùa phép nọ lỗ ban, thì ông nào cũng như ông ấy. Nói chung là cùng một cái hướng đi như nhau thì nó cũng giống nhau hết đó. bùa thì nó cũng có nhiều loại bùa là bùa tốt và bùa xấu. Bùa xấu thì đa phần những vị thầy ấy thì ta dùng bùa tốt là đa phần. Thì nói chung cái vấn đề này thì sao, ông thầy thì tất nhiên phải có bùa, nhưng mà không phải là ông thầy tốt mà không làm điều xấu được. Nói chung ông thầy tốt vẫn làm những cái bùa xấu được, nhưng mà họ không làm những điều xấu. Đúng rồi. Đó là ông thầy là chánh đạo đó.
Còn những mà ông thầy mà đôi khi ông chánh đạo, nhưng mà đôi khi ông lại làm những cái bùa như là bùa ngải hại người này, hại người kia, yểm người này, hại người kia. Đó, đôi khi bằng tà đạo, nhưng mà đối với mình nhìn thấy ông là ông chánh đạo đó. Nhưng mà ông làm những cái chuyện bên đó trong là tà đạo. Bên trong mình không biết đó. Đó. Thôi bây giờ cả nhà ơi, thì con với Tú cũng hôm nay cũng trở lại. Thì nói chung cũng có nhiều điều mà tụi con sẽ không biết trước được, bởi vì không có dám nói được điều gì chứ. Nó sợ nó nghe nữa. Đúng rồi. Bây giờ cả nhà trở lại cùng tụi con để xem hai cậu cháu hôm nay coi có thể làm điều gì mà để đạt được những cái mong muốn mà tụi con đặt ra hay không. Vậy thôi cả nhà. Đi cả nhà, đi cùng con ở nhà. Ôi, bây giờ hai cậu cháu của con sẽ đi từ từ trong cái nhà đứng kế bên rồi. Cả nhà ơi, thì ở đây thì nói chung nhạt quá rồi, tụi con hai tụi con cũng gắng nói chuyện để cho nó nước bằng nhạc. Tại vì nói chung là tại trên gió chứ xa lắm. Đúng rồi, xa lắm, nhưng mà tại do cái 3-4 chủ karaoke bắt nhạc tùm lum hết chứ. Mô vậy là Phật. Thôi đốt nhang cái đó đi Thúc. Gắng chịu khó nói chuyện đừng cho nó clip cái tiếng âm thanh đó để tụi con về. Nhiều khi cả nhà quay một video đi chiều sáng tới chiều tối, rồi về á, rồi cái video đăng lên bị dính bản quyền rồi xóa bỏ, rồi thành ra tụi con sợ nhất là vấn đề nhạc. Giờ này dối cũng yêu yêu thôi. Quá nhạc lớn rồi Thú ơi, không biết sao đây, chỉ sợ là về con này sẽ nói chuyện. Ê gì? Ê gì vậy? Có chuyện cái đầu mày đó. Cả nhà, thì trước khi bước vào mảnh đất này thì hai cô cháu con cũng có vài nén hương muốn dâng đến cho những vong linh oan hồn của giữ ở đây, cũng như là đất đai thổ thần thổ địa ở đây. Thì tụi con đến đây thì từ trước đến giờ thì cũng không có ý mạo phạm gì cả, thì cũng là mục đích đến đây mà giúp đỡ vong linh thôi, chứ không ngoài ra thì tại vì có những điều xảy ra vong linh hiểu lầm tụi con gì đó nên mới có sự tấn công, đôi khi sự hiểu lầm nó. Thì hôm nay tụi con trở lại với một cái tâm, một cái ý là đâu rồi? Một ý thật là tốt để giúp đỡ các lứa đây, các vị các ngài ở đây nếu mà nghe được thì hoan hỷ cho tụi con được tiến vào trong, và nếu mà có thể giao tiếp và hỏi được nguyên nhân vì sao ông bà ở đây và mắc và từ đâu đến đây á, thì tụi con sẽ có phương pháp gì đó để mình giúp đỡ cho ông bà, để ông bà sớm mà chuyển sinh làm người hay hoặc là một kiếp khác để mà từ bỏ cõi này để mà làm một con người mới. Đi ấy thì xách theo cái bọc đồ luôn. Điểm lại bao nhiêu cây nhang vậy? 6 cây mà cháy 5 cây à? Cả nhà điếm lại coi nè, điếm cho cả nhà thấy nè. 6 cây thì đó mà cháy 5 cây à? Ừ, dường như á, dường như là Tú này hợp với xuống 5 lớp của này cháy 6 cây mà. Mà thường thường ý có nghĩa là rút cho 6 cây nhưng đốt chỉ có cháy 5, ý như chừa rồi mà 5 cây là nó lọt vô cái đường xấu. Nam mô Di Đà Phật. Ê, từ từ nghe Tú. Gì từ từ thôi. Đốt đi, cắm đi, cắm nhang đi, cắm nhang đi, cắm nhang đi. Đúng rồi hả? Ừ. Ủa, ở đâu rồi? Không thấy nữa. Nà, tao mới thấy cái gì đó đỏ đỏ đi từng mảng đi lợn mà bây giờ lại không thấy. Đỏ đỏ hả? Ừ. Thì hỏi các minh quý vị ở đây ơi, thì nếu mà có cái gì ấy đi. À, ơi. 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 Đâu rồi? Kìa kìa. Ơi, mô như Phật. Từ từ thôi. Cô đâu rồi? Cái gì? Đâu rồi? À, biết đâu rồi hả? Đâu rồi? Ê! Ê!
Nó đâu rồi? Con quỷ này biết ẩn thân. Nó che mắt chứ không phải ẩn thân mình. Nhiều khi mình ở đó mình mà nó mình không thấy nó. Chân cảm thấy gì không? Không. Cẩn thận nha. Hai cậu cháu thì đến đây á, chỉ mong là những điều tốt đẹp nhất đến. Ê, sao có cái nhang ở phía trên cái đầu cây kìa, trên cây kìa, cái đầu kìa. À. Đó, thấy cái nhang không? Thấy thấy. Tiếng. Cẩn thận nha. Có trời mùa hông rồi. Có khi nào lần trước mình có khi nào lần trước mình bài chặn hôm nay họ làm dữ với mình không ta? Đó mình không biết nữa. Tôi chỉ mong rằng là thì họ hiểu đồng quá không đồng. Ai trong bốn bông này không có bông nào mà cái tâm nó thiện đi hoặc là nó muốn nó cần cái điều gì mà nó cho biết chứ. Nếu mà trong bốn bông mà có bông thiện thì sẽ có giống như là nó khuyên với nhau được. Cậu này nó giống như là nó cùng một chí hướng với nhau nên nó đi chung với nhau. Giống như là cái tâm nó ác á, giống như là nó cái nghiệp nó nặng vậy đó, nó hướng về một cái đường giống như là không chịu thoát hoặc là muốn hại người ta. Nghe trong cây nè Tú ơi. Cái nào? Trong cái cây nè, đó nghe không? Cái này hả? Được rồi, cầm hai cây đây nè. Nè cái này, ừ. Đó. Trong cái cây sàn sùi á. Ê. Gì vậy? Ê, đứng đó gì kìa. Ông muốn gì? Tôi đã đến đây đến để khuyên ông biết vô lần rồi. Ông vẫn cố chấp không nghe lời khuyên. Được không? Được không? Xin phép trước cái đất đai thủ thần nhân trạch, sau đó là ông bà phước mặt phước mại trên đất thiền tiền lấy giùm ba cây nhang mày, ba cây tao, ba cây thuốc à, sáu cây em nhớ ráng đốt cho cháy hết rồi. Cẩn thận mà cả bảy cây luôn. Ủa quẹt hết rồi. Đây nè. Ơi giỏ không được không? Gì vậy? Cái gì bên đó hả? Cái gì bên đó hả Tú? Ngã tôi có gì? Ủa? Cái bông đèn đâu vậy? Ê nhắm mắt lại thôi. Ê cái gì lâu tôi vậy? Ông Lâu ơi! Cái gì lâu tôi vậy? Ây da, gì vậy? Ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da. Còn. Đi hết đấy rồi. Ê, ê, kìa. Ê. Khoan mở mắt ra rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Ông bà cứ mãi như vậy hoài thì mãi ở nơi lạnh lẽo hoang vu này hoài thôi, không có gì sinh về cõi khác đâu.
nếu mà còn nghe và biết và hiểu được những gì tâm ý của chúng tôi đến đây thì thôi hãy bớt cái phần nóng lại mà hãy hướng cái đường tốt đoạn sớm để giải thoát về cõi khác, chứ cứ mãi ở đây vậy hoài quý vị đừng nào mới được đi. Hay là quý vị muốn là hàng ngàn năm sau quý vị cũng chỉ là một con quỷ thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Anh đã còn ở đây cảm giác được. Tôi nghe tiếng chân. Nghe. Cái máy này quay đi nãy giờ tao mở mà không có quay luôn á. Bật lên quay giùm tao. Ở đây hai cô cháu chú. Thấy gì nữa không? Cái gì? Cả nhà. Gút á thì gút lúc nào cũng sáu cây, cái này là không phải là nói Tú làm. Vấn đề ở đây là họ tác động. Nếu mà như vậy á thì khả năng á người ta nghĩ người ta nói đúng không nghe đâu. Cả nhà nghĩ coi con nói đúng không? Ở đây còn vòng thứ năm nữa. Có nghĩa là còn vòng cái gì? Ở chuyển ngoại nó còn nó cả màu đó. Chuyển ngoại. Chuyển ngoại vậy nè. Ờ chuyển ngoại. Rồi đó. Có nghĩa là ở đây nè. Mày tin tao không? Còn một giống nữa tin không? Còn giống nữa. Ừ. Còn một giống nữa. Nếu mà không lâu nữa đâu chúng ta sẽ thế nào cũng tìm ra con này nữa. Cả nhà nhớ là có lần mà con với Tú đi ở nơi khác kia, nhớ ở dưới cái chỗ giếng không? Rút là 5 lần nhưng đúng có 1 lần mà. Con này hình như liên tục luôn. Từ bữa nãy lúc nãy tôi cũng đốt là 6 que. 6 que. 6 que nhang nhưng mà nó cháy cũng 5 que. Thì 6 nén hương 6 que. Có nghĩa là 6 nén hương nhưng mà cả nhà thấy nè, cũng vậy. Mà rồi á. Đây, nếu mà để coi tao đốt thử như thế nào. Ừ. Đốt đi. Cầm đi, lấy cái hương khác đốt mới được, mấy đốt này nữa sao? Rồi đốt cái này đi, mấy này đi. Đâu ta? Nó lấy cái nằm ngoài nó thừa. Không, không. Tao không có đổi thừa mày. Hiểu không? Ý là tao nói ở đây là có 5 vòng. Ừ. Có nghĩa là họ làm nên những cái điều này. Giống như bởi vì thử nè, cả nhà thấy con rút ra. Con không nhìn đâu, con chụp xuống con kéo lên là không xê. Chắc chắn đây là cái sự biểu hiện của một vòng thứ 5 muốn tụi con biết là họ đang tồn tại đây. Nhưng mà có điều là họ chưa xuất hiện thôi. Đúng rồi, họ chưa xuất hiện. Có thể là cái vòng nó còn dữ hơn nữa. Cũng có thể là đó là cái vòng điều khiển những vòng này. Đó, có thể chưa chắc là những vòng này. Hay hoặc là một ông thầy Pháp. Chỉ có ông thầy Pháp mà kiểu như ông mất đi mà ông có thể điều khiển được âm binh mà giữ. Nếu mà thầy Pháp đâu cần mà đốt nghe. Trừ khi là ông chết đi rồi. Thì đúng rồi. Thì đó. Tôi sợ là ông thầy Pháp mà ông chết rồi á. Nhưng mà ông chết đi, ông thành quỷ, ông không chịu đi. Mà ông có cái khả năng là ông điều khiển những con linh quỷ dữ này nè. Mà chắc chắn là không phải ông ở đây, ông đâu đến. Thì ông đâu đến đây. Ở đây mình biết rõ từ trước đến nay mà. Không. Ê, có khi nào là ở đây có một cái điều gì đó mà họ muốn ở đây, họ làm vấn đề dưới đây không ta? Họ mới tụ tập ở đây chứ đừng không họ ở đây làm gì? Không, lúc trước thì ở đây quán khí rất lớn, có nghĩa là những cái vòng linh lúc trước ở đây á. Ở đây có một cái cây. Cảm giác lạnh lạnh. Ở nơi đây lúc trước có một cái cây. Cái gì cái đỏ đỏ bay bay đó trời. Đó thấy không? Đâu. Nó cháy cháy đỏ đỏ. Đâu. Lúc xa lắm. À, tao không thấy. Đi chọc đi. Nhìn cục lửa ấy. Này, chớp đi. Đỏ chớp đỏ chớp tắt tắt. Nhà đi cùng tụi con vô trong coi. Như thế nào? À, của cháu nãy giờ chỉ có mới ở bên ngoài thôi, chưa bước vào trong nữa cả nhà thấy không, con cũng muốn chứng minh là không coi mình có suy nghĩ sai không, nhưng mà không, con rút ra cũng đúng 5 nén hương. Ê, căng thẳng nha.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ông bà ơi, thì ông bà thì nói chung thì chắc cũng lẽ đã chết lâu và ở trên cái cõi này rất là lâu rồi, cũng nên biết suy nghĩ lại và nên giải cứu cho bản thân mình để mà có thể đi siêu thoát, chứ không lẽ ở cái cõi này hoài hay sao? Cái cõi này là cõi dương, và cái cõi dành cho người dương chứ không phải dành cho người âm. Và ông bà thì đã từng là người dương nhưng mà đã mất rồi. Ây dạ, bây giờ mình nên đi siêu thoát đi để chuyển kiếp làm người, chứ ở đây cũng không có được gì đâu. Ở đây chỉ có cái đói lạnh khổ sở thôi chứ được cái gì đâu. Này, con cháu cũng đã cố gắng khuyên nhủ vong linh rất là nhiều, không có muốn là làm những điều xấu xa, nhưng mà tại vong linh làm những điều không tốt cho nên là tụi con phản kháng lại thôi. Nghe tiếng ở đâu không biết ở đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Ê, ủa sao nghe tiếng không thấy? Mày thấy gì không? Tôi không biết nữa, nhưng tôi cảm giác nó hướng này nè. Ở đâu vậy? Cẩn thận nghe. Ê, chứ sau lưng mày tôi nhìn mái thấy. Ê, thấy không? Không, nhìn trong mới thấy, ngoài không thấy. Đi chưa? Giống qua đây nè, giống qua đây nè. Giống qua đây nè. Nghe thấy, nghe cái tiếng. Nhưng không biết ở đâu. Nhìn như nghe xung quanh hết đúng không? Nghe xung quanh, hồi nãy tôi cũng nghe là cái giống như cái tiếng đến gần mình. Nhưng mà không biết hướng nào, không phản ứng được. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ không biết làm gì nữa. Cái gì? Vậy đâu? Còn cái gì đó. Có một cái gì đó đến gần mình. Cái gì nặng lắm, đè tôi. Cái gì nặng lắm. Ông thấy gì không? Không. Bắt lại đi. Sao vậy? Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Tôi trước mặt không nè. Cái gì? Tôi không thấy gì hết vậy. Mày đâu rồi? Tôi đang ngồi trước mặt không nè. Tôi không thấy gì hết vậy. Cái tay tôi. Ah!
Cái gì? Sao tao không thấy gì hết vậy? À, có gì nắm tao không? Ây da. Nhân đâu rồi? Hả? Nhân đâu rồi? Ây da. Ở đâu rồi? Ủa, biến đâu vậy? Ủa, ông tắt đèn gì vậy? Ây da. Ây da. Ông tắt đèn gì vậy? Lộc ơi. Hả? Ông đâu rồi, ông tắt đèn gì vậy? Tôi nè. Ông tắt đèn gì vậy? Tắt là tắt. Tôi đang thù lùi đây. Tôi thấy cái là bù rồi. Ôi rồi, ôi rồi, nhắm mắt lại kìa, nhắm luôn con mắt lại, nhắm mắt lại coi, nhớ kỹ rồi nó nắm mắt rồi nó không thấy mình được. Đừng mở mắt nè, để coi nó làm gì. Mày đâu rồi? Tôi đang ngồi đây nè, tôi không biết tôi đang đâu nữa. Ta. Mày đâu rồi? Tôi đang ngồi nè, tôi không biết tôi đang đâu nữa. Sao tôi nhắm mắt mà nó giải lý tôi đây rồi, em tức cho em đi về. Sao kỳ vậy? Tôi mừng cho em chặt tôi. Tôi đi lại em chặt tôi á. Mày đâu? Tao không thấy gì hết gì. Sao cả ngày cũng bị càng nặng trên người sao vậy? Ủa? Cái gì? À. Cái gì vậy? À. Có gì đâu? Cái gì? Tại ông khổm thôi có gì đâu. Ủa cái mít rồi, hết cái mít rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Để đấy từ từ mình kiếm. Bây giờ sao này? Lưu lưu ra sao? Mình mất tiêu quá mất rồi. Dép rồi rồi. Mình không thấy gì trơn á. Bởi không thấy. Cái nhà tụi con không thấy gì hết. Nhưng mà họ tác động liên tục. Đây, cái nhà. Cái gì? Mất rồi, hết cái rồi. Kìa dưới giò kìa, dưới giò kìa, dưới giò kìa. Đạp lên luôn vậy kìa. Thôi nó úp mặt xuống làm gì em thấy đi. Lụm dưới hết rồi thôi. Đâu? Được có kìa. Kìa cái máy đâu, không thấy đường luôn rồi. Trong khi đêm không luôn rồi. Không nhận có cái quỷ mà che mắt này nó. Bị gì vậy? Tắt rồi hả? Có đâu, còn. Cái mic ở cái máy không tắt đi. Hả? Máy đêm á. Máy đêm nó bị ngáo rồi, nó bị... Kệ đi. Có quỷ này không nhận khó chịu quá, không thấy đường. Đi chứ. Có lúc mình mắt lên thui luôn. Được chưa? Trời ơi, kể đi, máy tao nó bị gì? Cái nhà hai cái máy nghe. Tao hỏng đúng rồi. À, đây họ kỳ quá. Mà đốt nhang cũng không được, mình làm gì cũng không được hết. Dường như là cản trở mỗi thứ, mỗi cách, mỗi giá. Ừ. Miễn sao mà họ không muốn mình...
đầu kìa. Cái đầu gì? Cái đầu con dê kìa. Cái đầu quỷ dê kìa. Làm sao có cây nè? Cái gì? Cái đầu nè. Đầu nào? Cái đầu nằm này không nổi. Ông thầy nè. Cái đầu con quỷ mà che mắt mình á. Này hả? Ừ. Mày nhìn kỹ lên coi, đưa mắt mày sát vô coi. Cục đá. Cái đậu. Rồi, nó đang tác động vào cái tâm thức mày đó. Cục đá đó. Đâu mà lại đây? Mày lại đây, cầm máy đi. Để tao có thấy giống mày không? Sao tao thấy gì đâu? Nãy nói tức. Ừ. Ở đây phải không? Cục đá mà. Cục đá cái gì? Nhìn kỹ đi. Thôi. Cái gì? Cái đầu. Cục đá. Nhưng mà tao ở đây tao nhìn thấy cái đầu. Nhưng mà ở đây thì thấy cục đá. Biết vậy nhưng mà tao gì đó. Tôi để máy tôi động lại lần thứ hai. Để máy tôi hết thì tôi động lại luôn. Cục đá mà. Nè cục đá nè. Cái đậu. Wow. Cái đậu nó nhìn theo mình luôn kìa. Cái xe nhìn theo mình kìa. Ê. 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 Làm gì vậy? Hai cái tay tôi. Hai tao làm gì? Có hai tao làm gì nè? Làm gì vậy? Làm gì? Hai tao làm cái nó đó. Hai tao làm gì á? Cục đá mà. Cục đá. Hai tay tôi. Sao tôi vẫn biết là tôi làm gì luôn mà hai tay tôi động. Ông thấy chưa? Không. Tự nhiên hai tay tôi luôn. Tự nhiên nó quên á, người ta lỏng một ổ luôn. Đứng yên ơi. Sao cái lưng mày có cái gì á? Có gì? Mày quay cái lưng qua bên bên đây thử coi, qua ánh sáng thử coi. Nữa ơi. Cái nhà thấy gì không? Thấy gì? Hình như được nguyên cái mặt người á. Mặt người hả? Ừ. Ủa, rồi. Mắt rồi. Gì? Ê. Ê. Con. Cái gì? Đúng rồi. Cái gì vậy? Cái gì? Không biết nữa. Cái đầu nữa kìa. Đá mà. Ơi. Đá chà bá kinh nổi luôn trời. Đá chằn dằn luôn. Đâu mà kinh thử coi. Sao mà tao. Nó đang. Trời. Ai. Trời nặng lắm nổi. Đá này 50-70 kg á.
nó ở gần đây nè, tôi nghe tiếng nè. Đâu đây á? Chắc nãy giờ nó làm này, tác động túi ông chắc cũng rồi, chắc con quỷ bịt mắt. Thì chỉ có nó thôi. Quỷ che mắt à? Dạ nó không cho mình thấy. Nhưng mà gì? Cái gì? Qua bên đây, qua đây. Đợi lên. Cái gì? Cái gì đâu? Tôi vừa thấy cái gì đó cao lắm. Ở đây hả? Đúng rồi. Ngay tao bị dí luôn. Không phải. Y như ai cứng đứng cao nhiều vậy đó. Có thấy gõ không? Gõ. Cao hả? Ừ. Mà có giống những vong quỷ gặp nãy giờ không? Không. Đen xì mà cao ngời quá. Đen xì mặt cao. Có nghe giống như hai người mà chồng lên tao mày đứng lên nhà, chồng lên nhau mới bằng với cái giông đó. Với cái hình cái. Đâu à? Ra phía mộ coi sao mộ có gì không? Ê. Ê đảo lại, khoan. Gì? Cái gì trong máy nè? Gì? Ủa không phải, cái gì đâu á? Không hồn tưởng gì tới nữa. Ý? Cái cậu mối thì hiện tại còn ngủ đây không ta? Ý? Mày đi tới rồi. Cái gì? Mày đi tới rồi. Từ từ nha. Cái gì đâu? Tao thấy như trong đây có cái gì nè. Có cái gì là cái gì? Ơi. Ê. Ê. Dạ. Cái gì là gì? Ở đâu? Trước mặt có thấy cái gì? Ê, nó chạy rồi. Cái gì á? Nguyên cục. Có cái gì đó. Có cái mà gì? Nhìn không rõ được. Cái gì đó là cái gì đó? Không biết nữa. Mày cầm máy à, tức quá. Tôi có thấy gì đâu. Thấy mà thấy không rõ. Giống như là cái gì? Ở đây nè. Chỗ này nè. Chỗ đó hả? Giống như mà là tôi đứng kế bên đó tôi thấy gì đâu. Cái dáng nó giống như là con ếch vậy. Con ếch? Ừ. Mà nó cũng một đỏ lồm mà. Chắc trong những con quỷ đó chứ đâu. Ờ có khi nào ở đây có con quỷ ếch không? Không biết. Mà nó quỷ hết, nói gì dằn ma đó, mấy vong linh đó, người ta hiện ra hết, hiện ra thì có. Ừ. Chứ không mình nói quỷ hết này, mình nói dạng mà nói thôi, chứ gật khắc thì con điều đó con nghĩ không có. Nhưng mà giống như là quỷ này nó giả hình con này con kia. Tại nhiều đằng chính là anh hai là cha mày đó, nó đi săn ếch đó, ông đâm nó gặp ếch bự. Hình như nhớ không làm là cái gọi dưới đó đó. Ừ. Ông gặp ếch rất là bự, mà ông sắn hết ra xuống. Nhìn lại là cục đá. Công chỉ đâu nghĩ luôn. Thì thời đó là quỷ này nổi lắm mà. Nhưng bây giờ á, bây giờ là những cái nơ giống như là giống như thế này nè, nó kéo gì để chú ngủ, nhưng giờ đồng trống hết rồi. Ê, tao đốt nhang ở cái mộ này cái. Là chỗ cái ổ mối này. Cái này. Cái đồ này mới đồ gì nè. Ừ, không hiểu sao ai bỏ đây. Ê, cái gì? Trời, cái gì? Cái đầu bự kìa. Cái đầu gì? Trời bá đâu kìa. Cái đầu nào? Cục ngói hóa thành cái đầu á. Mày thấy hả?
ổ mối mà đầu như đầu lăn luôn á, cái ổ mối. Ừ, cái miệng kìa, cái ổ mối mà. Nhưng hiện thời tao thấy tao biết mà, bây giờ tao thấy cái miệng như cái miệng của lăn luôn á.